Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tony Phùng. Và đây chính là iPhone 10S Max và mình đã sử dụng nó rất lâu rồi. Các bạn đều biết thì không cần lạ lẫm gì với cái việc mình sử dụng cái điện thoại này nữa rồi. Và thời gian gần đây thì mình cũng đã chuyển qua để sử dụng hai SIM, cụ thể hơn là mình sử dụng một eSIM và một cái SIM thường. Đây các bạn có thể thấy mình lắp cả hai SIM công việc và gia đình luôn vào đây. Thực ra thì từ trước đến giờ mình luôn lắp cái SIM công việc của mình vào những sản phẩm đến từ nhà Samsung Note 9, gần đây nhất là S10 cộng. Tuy nhiên thì mình muốn thử dùng hai SIM trên iPhone, cụ thể hơn là trên cái 10S Max này, để xem nó như thế nào khi mà có quá nhiều bạn kêu ca về cái vụ hai SIM trên con này, trên cái con 10S Max này. Và sau khi mình sử dụng và trải nghiệm đâu đó khoảng tầm 2 tuần gần tháng này thì mình phải công nhận một điều, đấy là hai SIM trên con này nó tệ thật các bạn ạ. Thật luôn, Apple làm sau cuối cùng không tốt một tí nào. Thì đây là những cái vấn đề mà mình đã gặp phải trong thời gian vừa qua và mình sẽ chia sẻ trong video ngày hôm nay. Đây là mình chỉ chia sẻ thôi. Và nếu như bạn nào cũng gặp phải thì có thể comment chia sẻ ý kiến ở bên dưới. Còn nếu bạn nào không gặp phải thì chúc mừng các bạn nhé. Trước khi bắt đầu vào nội dung của video thì mình sẽ phải show đến cho các bạn thông tin về cái máy này của mình một chút. Đó là máy với cái mã đây là ZPA máy Singapore, mua từ đợt đầu tiên tại 7S. Và đây là phiên bản 256GB các thứ nhá. Một SIM vật lý và một eSIM. Các bạn có thể tham khảo thông qua link phía bên dưới phần mô tả video. Kể cả bây giờ hàng chính hãng với cái mã VN-A thì giá nó cũng đã tốt hơn rất là nhiều rồi. Anh em có thể tham khảo nhá. Một, đấy là khi mà các bạn thực hiện cuộc gọi bằng SIM 1 hoặc SIM 2, tức là bằng một trong hai SIM, thì cái SIM còn lại nó sẽ bị mất sóng. Thì đó là cái tính năng nó gọi là Dual Standby. Khi gọi bằng một SIM thì SIM còn lại sẽ bị tạm thời ngắt đi. Thì đó là một cái vấn đề bây giờ máy nào cũng vậy rồi. Nhưng cái vấn đề mà mình gặp phải trên con này, đấy là thời gian để mà kết nối lại sóng nó quá lâu đi. Ví dụ khi mình thực hiện một cuộc gọi như thế này. Alo, 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 đây, thực hiện cuộc gọi ok xong rồi nhá. Ok rồi, các bạn đợi mình chút xíu. Đây, nó cập nhật sóng rất là chậm này. Đấy, nó cập nhật sóng rất là chậm này. Bây giờ vẫn ghi là có sóng đúng không? Nhưng bây giờ mình chỉ cần tắt nó đi. Đấy. Lúc này là cái SIM Viettel kia nó đã bị ngắt đi rồi nhưng nó vẫn báo ở đây. Và lúc này đôi khi mình bị đứt mạng này hay bị đứt cuộc gọi các thứ, rất là phiền phức. Trên cái SIM này, đấy, nó báo như thế này thôi. Nhưng bây giờ thực ra là nó mất sóng rồi. Rất là khó chịu. Trên cái điện thoại này luôn báo sóng, luôn luôn ảo và nó có những cái mình đánh giá không thực sự tốt một tí nào. Hay chỉ đơn giản là một cái bài test như thế này thôi. Các bạn gọi bằng cái SIM 2 đi. Đó, các bạn thấy không? Đây SIM Viettel của mình gọi bằng cái SIM Viettel là SIM gia đình. Đó. Chỉ cần gọi một chút như thế này thôi. Và bây giờ các bạn thấy không? SIM Mobifone nó vẫn còn sóng nhưng thực ra là nó bị mất sóng rồi. Đấy. Và khi các bạn tắt đi, đó bây giờ các bạn thấy nó bị mất sóng. Nó về một vạch như thế này thôi, thực ra là mất kết nối, mất hoàn toàn sóng rồi. Và một lúc sau các bạn có thể thấy mất rất nhiều thời gian sau khi mình kết thúc cuộc gọi thì nó mới quay trở lại sóng được. Và cái điều này nó cũng ảnh hưởng, nói chung là khá khó chịu. Và đôi khi còn có một vài trường hợp nó vẫn báo sóng ở đây nhưng khi người khác gọi đến thì nó bị báo không thể liên lạc được, hoặc là máy đang bận, hay là nói chung là máy ngoài bằng phủ sóng, thiết bị đang không liên lạc được. Thế nên mình mới gặp một cái vấn đề đấy, có quá nhiều cuộc gọi nhỡ ở đây. Ở đây thì đây, cái số đuôi 841 này là cái số Grab hôm qua mình đi. Các bạn phải hiểu đơn giản là khi mà người khác gọi điện đến thì mình vẫn nhận được cái cuộc gọi ở đây, nhưng khi bấm vào nghe thì nó lại báo là không gọi điện được, không thực hiện cuộc gọi được. Tại vì đơn giản hơn là nó bị mất sóng rồi. Tức là cái hiện tượng rớt cuộc gọi, cái hiện tượng rớt sóng trên cái vấn đề mà các bạn sử dụng hai SIM ở cái con 10S Max này là gặp phải rất nhiều. Và đây là cái vấn đề mà mình thấy thực sự rất khó chịu. Và mình nghĩ là kiểu gì các bạn cũng đã gặp phải rồi. Vấn đề thứ hai đó là việc chuyển qua chuyển lại giữa hai SIM rất mất thời gian và rất là lằng nhằng. Các bạn vào trong một cuộc gọi ở đây, các bạn ấn xong số, các bạn phải bấm thêm chọn SIM 1 hay SIM 2, rất là lằng nhằng. Trong khi đó với rất nhiều sản phẩm trên Android thì bây giờ nó có sẵn cái nút cuộc gọi ở SIM 1 hoặc SIM 2 ở dưới đây rồi. Các bạn bấm nó cực kỳ nhanh và chúng ta không hề mất thao tác lằng nhằng như thế này. Hay là đi vào đến bên trong, tin nhắn như thế này. Bây giờ các bạn gửi tin nhắn mới. Bây giờ các bạn gửi bằng tin số nào? Ví dụ mình gửi 191 đi. Nhập. Đúng rồi, mặc định. Bây giờ là nó gửi bằng SIM nào? Các bạn có biết không? Không hề biết luôn. Bằng SIM nào? Đấy, hay là bây giờ mình gửi một tin nhắn mới nghĩa. Cu nghĩa của mình. Đây, ok. Hello, cu. Ok. Thế bây giờ nói tóm lại là mình gửi bằng SIM nào? Đó. Các bạn thấy chưa? Nó rất là lằng nhằng trong cái việc setup như vậy. Mặc định là các bạn sẽ phải vào đây trong một cài đặt này. Chúng ta sẽ có một di động ở đây này. Sau đó các bạn chọn đường dây thoại mặc định là cái SIM nào. Sau đó các bạn chọn dữ liệu di động ở cái SIM nào. Nhưng lại không có một cái nào là chọn tin nhắn mặc định nó ở cái nào. Đấy, thế thì bây giờ phải làm sao? Nhắn tin bằng SIM 1 hay nhắn tin bằng SIM 2 ở đây mình còn không biết luôn. What the hell?
rất là khó chịu luôn. Vấn đề thứ ba là một cái mình thấy cũng rất là buồn cười. Mình đang sử dụng cái sim Viettel là eSIM và MobiFone là sim vật lý. Đôi khi vào một lúc gì đó rất đẹp trời, cái sim Mobi là cái sim vật lý này của mình mất sóng. Ô là là, trước đây khi mình chỉ sử dụng một sim trên cái này thì không bao giờ gặp phải cái hiện tượng như vậy. Cho đến khi mình sử dụng hai sim thì cứ vui tính đôi khi là cái sim vật lý bị mất sóng. Thế mới lạ, thế mới hay chứ. Và nó mất một lúc, sau đó mình phải bật chế độ máy bay, sau đó tắt đi. Thì lúc đó máy mới có thể kết nối lại sóng ở cả hai sim và các bạn mới có thể sử dụng lại một cách bình thường được. Tức là nói chung kể từ khi mà mình sử dụng hai sim trên con 10S Max này thì thực sự mình thấy là hai sim của iPhone làm quá tệ luôn. Và chắc chắn là mình sẽ chuyển một cái sim sang máy khác, có thể sẽ quay trở lại như lúc xưa. Nên là sim MobiFone là cái sim công việc chính của mình lại quay trở về những sản phẩm của Samsung. Thì như thế sẽ ổn hơn và mình sẽ không gặp phải những cái vấn đề phiền toái trong công việc các thứ mà xử lý này nọ các thứ nữa. Nói chung là hai sim trên Apple iPhone, cụ thể hơn như là iPhone 10S Max, mình đánh giá là rất tệ. Còn bạn có dùng hai sim trên những chiếc iPhone mới hay là không? Hãy chia sẻ ý kiến ở comment phía bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video và đừng quên là những sản phẩm như là iPhone 10S Max cũng đang có mức giá rất tốt tại Sale.net. Link mình sẽ để phía bên dưới phần mô tả video và ghim comment để các bạn tiện theo dõi hơn. Bye.